I'm 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Phó Thống đốc không chấp nhận giá vàng trong nước chênh cao so với thế giới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ông Đào Minh Tú nói không khuyến khích kinh doanh bảo hộ giá vàng nhưng cũng không chấp nhận chênh lệch giá trong và ngoài nước tới 20 triệu đồng mỗi lượng. Quản lý vàng miếng là một vấn đề nóng trong cuộc họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2024 diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 1. Giá thế giới tăng 1 mà trong nước tăng 3 là không chấp nhận được. Nhiều tin đồn thất thiệt có tính chất đầu cơ đã xuất hiện khiến cho thị trường biến động mạnh những ngày qua. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhận xét. Những ngày cuối năm 2023, giá vàng miếng liên tục nhảy múa, trong khi vàng nhẫn, nữ trang thì ổn định trong khoảng 63-64 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng miếng SJC vọt lên mức kỷ lục hơn 80 triệu đồng. Những ngày sau đó, giá vàng miếng liên tục tăng giảm với biên độ vài triệu đồng mỗi ngày, thậm chí trong vài giờ và chênh lệch so với thế giới vọt lên 20 triệu đồng. Biên độ mua bán cũng bị đẩy lên 4-6 triệu đồng, thể hiện mức độ biến động cao của thị trường. Nhà nước tôn trọng quyền bảo quản cất trữ mua bán vàng của người dân, không khuyến khích kinh doanh bảo hộ cho giá cả, nhưng cũng không chấp nhận việc chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới tới 20 triệu đồng mỗi lượng như trong thời gian vừa qua. Phó Thống đốc khẳng định. Theo ông, cơ quan quản lý cũng không chấp nhận việc chênh lệch giữa vàng SJC và các loại vàng khác quá cao. Hiện thị trường vàng vẫn được quản lý theo Nghị định 24 năm 2012, thời điểm ưu tiên chống vàng hóa nền kinh tế, không để thị trường này ảnh hưởng đến môi trường vĩ mô, lãi suất, tỷ giá. Nghị định 24 đã phát huy được vai trò quan trọng, nhưng chính sách quản lý 10 năm không còn phù hợp, cần phải được thay đổi. Chúng tôi thấy rằng câu chuyện quản lý vàng lúc này là sự cần thiết của việc sửa đổi Nghị định 24, Phó Thống đốc cho biết. Ông nói thêm, việc duy trì sự độc quyền của vàng miếng SJC hay có thêm nhiều thương hiệu khác theo sự tư vấn của các chuyên gia sẽ được xem xét. Ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ trình Thủ tướng ngay trong tháng 1 báo cáo tổng kết đánh giá về công tác quản lý thị trường vàng và định hướng thay đổi chính sách. Trong đó, cơ quan quản lý chỉ quản hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng bình thường không phải là mục tiêu quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Mặt hàng này do các doanh nghiệp, thị trường tự điều tiết, ông Tuấn nói. Dù việc thay đổi có giữ nguyên sự độc quyền của SJC hay cho nhiều thương hiệu vàng miếng khác nhau, thì theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, mục tiêu vẫn là làm sao để thị trường này không ảnh hưởng tới môi trường vĩ mô, đảm bảo quyền lợi của hơn 100 triệu người dân. Chỉ trong một tháng cuối năm, giá vàng miếng SJC tăng tới 8-9%. Ngày 26 tháng 12 năm 2023, dù giá thế giới biến động nhẹ, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng tới 4 triệu đồng, lập đỉnh trên 80 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, mức kỷ lục này không giữ được lâu, giá vàng miếng sau đó lao dốc, đặc biệt sau công điện của Thủ tướng yêu cầu điều hành giá vàng trong nước sát thế giới. Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh cuối năm, giao dịch tại SJC và một số thương hiệu vàng lớn sôi động hơn trước, còn lượng khách thì vẫn nhỏ giọt tại các tiệm vàng nhỏ lẻ. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để luôn được cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.